À, có ai bỏ cây đàn ở đằng kia các bạn thấy không hả? À, để mình lại mình lấy cây đàn nha, để mình biểu diễn cho ta nghe một bài nhạc nha. Ok, lên nhạc nào. Mùa xuân màu thắm lá cứ bơi bơi, đồng cỏ màu xanh lá cứ lưng trời. Hello các bạn, cũng như cái clip short mà các bạn coi ở đầu cái video này á, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái hiệu ứng chạy nhảy và đàn ngồi đàn trong cái phần mềm Mango Animation các bạn. Thì cũng như mọi khi thì mình mở phần mềm lên thôi và tạo một cái new project mới ha. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn background và các bạn chọn một cái phân cảnh. Mình chọn cái phân cảnh mới đi để có những cái cảnh nó sinh động hơn ha. Thì bây giờ mình chọn đồng quê đi ha. Và kiếm một cái để có một cái ruộng lúa nè các bạn. Nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái background của mình. Bây giờ mình sẽ tạo cái cây cối ở trên cái đường quê này các bạn ha. Thì cây cối thì các bạn cứ vô Imagi đây, nó sẽ có nhiều cái trong đây các bạn ha. Đây mình chọn xuống cái lan ha, các bạn sẽ kiếm được cái cây ở trong đây. Thì chọn ha các bạn, muốn thích chọn cây gì thì chọn, mình cho cái cây gì. Có hai cây dừa. Rồi. Để ngay góc này đi các bạn ha. Okay. Mình kiếm một cây nữa ha. Ok, mình có cái background và có hai cái cây vậy các bạn ha. Trên đây thì các bạn có thể thêm mặt trời, thêm gì cũng được, tùy tiện thích ha. Bây giờ mình chủ yếu xoáy vô cái phân cảnh là mình sẽ tạo hiệu ứng nhảy cho nhân vật, và nhảy xong rồi sẽ ngồi đàn ở dưới gốc cây ha các bạn, cho nó thơ mộng. Rồi mình chọn nhân vật thì mình vô roller ha, roller mà mình tìm nhân vật thôi bạn. Mình lấy cái con vật nha, con vật để nó nhảy thì dễ. Rồi chọn đại một cái hiệu ứng ha, ví dụ hiệu ứng này là nó nói chuyện và nó đưa tay là nó gãy con khỉ nè ha. Rồi chỉnh cái kích thước vừa phải. Cái này nó bị giấu ở dưới cây đó, sau một lớp mình đưa nó lên lớp thôi các bạn. Play in ha, in to top nó sẽ lên trước các bạn. Rồi cho kỹ ngồi đây các bạn. Ok, coi như là cái background mình đã hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng cho con khỉ. Thứ nhất là con khỉ này nó sẽ nhảy lên cái đọt dừa này, cái đọt dừa thấp hơn, thì mình lấy cái hiệu ứng đi thật các bạn, tạo cái hiệu ứng đi á. Đang chỗ chữ mệnh khi nè, cái nó display này mình kéo sát ra ngoài luôn dễ làm ha. Rồi các bạn bấm vô dấu cộng ha, mô ha, chọn đường đi thẳng và chọn ok. Đây mình sắp xếp con khỉ nó nhảy xuống cái này, rồi mình kéo thử nha các bạn. Đây thì cái này thời gian nhảy của con khỉ này thì nếu mà nó nhảy thì mình chỉnh thời gian cho nó ngắn lại các bạn. Ví dụ như mình chỉnh là 30 giây. Rồi. Play thử nha các bạn. Rồi, ok ha. Rồi mình tạo thêm một cái hiệu ứng nhảy xuống đất đó, thì các bạn cho thêm một cái hiệu ứng mô này nữa ha, đi thẳng. Ok. Rồi, di chuyển cái hình thứ hai này xuống dưới đất này thôi.
rồi nó sẽ tạo được cái hiệu ứng để nó nhảy hay là mình cái này ở ở đây mình nếu mà cho con khỉ nó dừng lại ở trên cái ngọn cây thứ hai này hơi lâu chút xíu, bạn kéo chữ mô này gần ra khoảng 3 giây đi ha. Rồi ok, cái này thì cái cây này nè nó bị biến mất là tại nãy mình chọn cái hiệu ứng no display các bạn. Đây kêu về một no display. Các bạn chuyển cái này nó về away display các bạn, luôn luôn hiển thị nha. Ok, thì bên đây mình chuyển luôn nha. Nè, no display là nó sẽ biến mất ha. Away là rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo có con khỉ thì nó sẽ chạy lại gốc cây này, nó lấy một cái đồ vật, ví dụ như bây giờ nó đờn thì nó phải thoát cái đờn ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cây đàn nó xuất hiện với cái cây này gốc trước luôn. Thì các bạn kéo lại cái không dây này nha. Rồi vô hình ảnh. Cây đàn này thì bấm vô an thôi, nó sẽ có cái cây đàn nó nằm trước đây các bạn. Chỉnh kích cỡ cho vừa các bạn ha. Chắc cỡ này là được rồi. À, cái đàn mình để giữa gốc cây này đi. Rồi ok. Kéo tới khúc khỉ ở dưới đất, bắt đầu tạo hiệu ứng chạy. Chữ Monkey nè các bạn thấy không? Ở dưới đây là cái hiệu ứng nha. Cái dòng dưới là hiệu ứng, dòng trên là di chuyển các bạn ha. Dòng dưới hiệu ứng nè. Thì mình thêm hiệu ứng cho con khỉ thì mình bấm dấu cộng vô cái hiệu ứng chỗ này. Rồi bây giờ mình chọn nó chạy đi ha. Motion Run. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ở mấy bên tay trái màn hình mình ha. Khỉ nó sẽ chạy. Kéo cái rên chỗ này nha. Nó chạy bắt đầu từ đây ha các bạn. Rồi bây giờ nó cho nó chạy đường thẳng thì bạn cứ vẽ đường cho nó thêm một cái mô nữa nha. Over đường thẳng, ok, nó sẽ xuất hiện con khỉ thứ tư. Các bạn cho chạy tới đây ha, chạy tới đây để lấy cái đàn ha các bạn. Rồi ở đây thời gian chạy bạn thấy không, đây em lay thử nè. Con khỉ nó chạy rất là nhanh, nếu mà bạn muốn chậm thì các bạn kéo cái thời gian chạy của nó ra. Vậy đi. Rồi được rồi ha. Rồi. Chỗ này thì mình sẽ tạo một cái hiệu ứng running nữa để cho con khỉ nó chạy ngược ở đây. Motion Running 2 ha. Rồi. Ở đây các bạn nhớ lưu ý nha, tạo ở dưới ở cái hiệu ứng chạy thì ở trên cũng phải tạo một cái mô mới để mình có thể chỉnh cái chiều hướng của con khỉ được. Chứ còn bình thường về mặt căn coi nè, con khỉ nó chạy nè, thấy không, nó chạy ngược. Rồi bây giờ mình bấm vô con khỉ sẽ chạy lại ngay góc cây này. Rồi ở đây mình sẽ đổi chiều của con khỉ các bạn, tại vì nó sẽ bị chạy ngược nha. À, các bạn coi mình kéo thử thấy không? Đổi cái hướng con khỉ chạy lại, các bạn bấm vô cái dấu chuyển đổi chỗ này các bạn. Rồi bây giờ mình lay thử nè. Rồi tới đây các bạn sẽ tạo cho con khỉ một cái hiệu ứng nữa là cái hiệu ứng hồi đàn ha. Hồi đàn thì cái hiệu ứng thì cái dòng dưới ha các bạn, bấm dấu cộng thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái phần body nè. Ở đây nó có hiệu ứng chơi guitar nè, play guitar các bạn ha. Rồi ok, đây các bạn sẽ có một cái hiệu ứng
Rồi cái hiệu ứng thì các bạn muốn chơi guitar kéo dài hết clip luôn, các bạn cứ kéo cái này ra ha. Rồi bây giờ mình cứ mình lay thử thôi. Chỗ này nè bạn, chỗ này con khỉ nó lấy cây đàn, thì chỗ này mình có thể cho cây đàn này biến mất các bạn ha. Thì bấm vô cây đàn coi coi nó đang nằm đâu. Cây đàn nó đang nằm chỗ này các bạn ha. Đây, mình cho nó biến mất chỗ con khỉ chạy tới chỗ này, thì bạn bấm cái dòng này thử, chọn no display giùm mình nha. Ok. Đây, khỉ bắt đầu chạy nên cái đàn sẽ mất các bạn ha. Còn thôi các bạn muốn cho con khỉ cái đàn này nó di chuyển theo con khỉ luôn cũng được, thì các bạn cứ này mình sẽ cho con cái đàn này nó di chuyển theo con khỉ luôn nha. Thì các bạn bấm vô dấu cộng này tạo hiệu ứng chạy cho nó giống hiệu ứng chạy của con khỉ. Rồi ok, các bạn sẽ kéo đây từ khi con khỉ nó chạy, mình kiểm tra con khỉ nó chạy lúc nào. Lúc này con khỉ mới bắt đầu chạy nè. Lúc này mình sẽ cho cái hiệu ứng đàn nó di chuyển theo con khỉ luôn, bằng viên khỉ luôn các bạn. Kéo cái đàn. À, các bạn thấy con khỉ nó kéo cái đàn ở đây không? Thì tới đây mình sẽ cho cái đàn nó biến mất, để cho cái hiệu ứng bắt đầu hiệu ứng con khỉ chơi guitar nó sẽ nổi lên, thì cái đàn nó sẽ biến mất. Các bạn cứ kéo cái no display lại sát chỗ này nha. Rồi bây giờ mình sẽ lay lại hết các cảnh cho các bạn coi ha. Ok, thì cái này các bạn có thể áp dụng vô làm những cái phân cảnh của cái phim hoạt hình 3D rất là tuyệt vời các bạn ha. Hiệu ứng biểu cảm gì nó sẽ có đủ ở trong đây hết, và có thể nghe chỗ ca hát này các bạn có thòng lồng ghép nhạc của mình được. Ví dụ như bạn bấm vô music này, bạn an thì bạn lấy nhạc ở trong máy bạn vô rồi bỏ vô đây thôi. Còn không nữa thì các bạn có thể có một cái file ghi âm trực tiếp ở trên phần mềm này luôn bằng chữ record các bạn ha. Rồi bấm vô về ghi âm thì cái thanh này tự chạy rồi mình lồng tiếng thôi. Ok, thì cái video này mình hướng dẫn tới đây thôi ha. Thì các bạn nếu mà muốn muốn làm cái phân cảnh gì mà gặp khó khăn hay gì đó thì cứ bình luận dưới cho mình sẽ làm những video theo yêu cầu các bạn ha. Rồi chào thân ái các bạn. Chúc các bạn có những cái video 3D thật là tuyệt vời các bạn ha. Bye bye.